Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình COVID News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên kênh Việt News USA để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ, cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé. Palladium Event Center là một đại sảnh đường sang trọng để tổ chức các buổi tiệc cưới, hỏi, liên hoan, hôn nhân, ra trường, lễ mừng thọ hay các buổi sinh nhật long trọng và lộng lẫy. Giá cả phải chăng, chất lượng phục vụ chu đáo làm vui lòng khách hàng. Palladium Event Center tọa lạc tại 9864 West Peoria Avenue, Peoria, Arizona 85345, góc đường 99 Avenue và Peoria. Palladium Event Center có địa điểm dễ tìm, sân đầu parking rộng rãi, sức chứa 250 khách. Hãy liên lạc hôm nay 623-628-5508 để được ưu đãi với giá khuyến mãi. Palladium Event Center 623-628-5508, 623-628-5508. Nói đến dòng nhạc Bolero thì nhiều người chúng ta đều thích và thường thưởng thức, dù đôi lúc nó bị coi là dòng nhạc cấm. Hôm nay, trong chương trình Văn nghệ và đời sống, mời quý khán giả cùng tìm hiểu lịch sử dòng nhạc Bolero và Bolero trong đời sống hiện nay qua phần trình bày của xướng ngôn viên Mộng Trinh. Phở Cần Thơ, Phở Cần Thơ. Đến với Thiếu Son, đừng quên ghé lại Phở Cần Thơ để thưởng thức các món ăn ngon đậm đà hương vị Việt Nam như phở, hủ tiếu, bún bò Huế, bánh canh, bánh mì, bánh xèo, cơm tấm và nhiều món ngon khác dành cho bữa cơm gia đình. Ngoài ra, Phở Cần Thơ còn có nước mía tươi ép ngay tại chỗ, thơm ngon, tinh khiết. Phở Cần Thơ mở 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối. Nhân đặc biệt và to go. Gọi ngay 520-849-6317, 520-849-6317. Phở Cần Thơ tọa lạc tại 2746 North Campbell Avenue, Tucson, Arizona 85719. Chủ nhân trân trọng kính mời. Mục Trinh xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay trong một văn nghệ và đời sống, xin mời quý khán thính giả theo dõi bài viết tìm hiểu lịch sử dòng nhạc Bolero và Bolero trong đời sống hiện nay. Dòng nhạc Bolero là gì? Bolero là một điệu nhạc có nguồn gốc Tây Ban Nha du nhập sang Mỹ Latin, rồi du nhập vào Việt Nam khoảng đầu thập niên 1950. Điệu Bolero được sử dụng phổ biến nhất trong các bài nhạc vàng tại miền Nam Việt Nam. Chính vì được sử dụng quá phổ biến trong dòng nhạc vàng mà nhiều người nhầm điệu Bolero với nhạc vàng, coi chúng là một. Cũng có người xem nó là một dòng nhạc riêng và thường gọi là nhạc Bolero hoặc nhạc trữ tình Bolero. Thể loại âm nhạc có giai điệu chậm, lời ca giản dị, gần gũi nhưng giàu tình cảm và đậm chất thơ. Không chỉ lời ca mà cả những hình tượng nhân vật xuất hiện trong Bolero cũng gần gũi và quen thuộc. Dòng nhạc này thường không mang tính trừu tượng nhưng đơn giản và luôn gợi gắm một câu chuyện về tình yêu đôi lứa, gia đình. Một số ca khúc còn mang nhiều ý nghĩa nhân sinh và triết lý sống nhân văn. Vì sâu lắng, bắt tai và dễ thuộc mà Bolero rất được ưa chuộng và chạm vào tâm hồn của chúng ta một cách dễ dàng. Lịch sử hình thành dòng nhạc Bolero với những thông tin ban đầu ở trên thì Bolero là loại nhạc được xuất hiện tại xứ sở Bò Tót, Tây Ban Nha và được phát triển sâu rộng hơn bởi một vũ công người Tây Ban Nha có tên là Sebastián Cerezo vào năm 1780 và tất nhiên lúc đó thì khái niệm về thể loại Bolero là nhạc gì hoàn toàn chưa được xuất hiện. Tuy nhiên vào thời gian này,
thì Bolero xuất hiện như một điệu nhảy phù hợp với những bản ballet cổ điển. Quá trình hình thành của Bolero bắt đầu từ Tây Ban Nha, sau đó đã có cuộc du nhập đầu tiên sang Mỹ Latin và dần trở nên rộng rãi và du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn chưa có những khái niệm chính xác ở nước ta về khái niệm Bolero nghĩa là gì. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, người ta vẫn thường nhắc đến bản nhạc Bolero với tên gọi của một khúc hát buồn và tâm trạng. Ban đầu, nhạc Bolero xuất hiện ở Việt Nam vào những năm 1950 và phổ biến nhất vẫn là khu vực phía Nam. Cùng với đó, nhạc Bolero khi vào Việt Nam vẫn mang những nét đặc trưng của nhịp điệu xoay vần cùng những vòng quay chậm rãi khi còn là bản nhạc điệu nhảy của Tây Ban Nha. Bolero trong đời sống hiện nay, trong thế giới nhạc, có nhiều ý kiến cho rằng Bolero ủy mị, ướt át. Còn có người cho rằng đó là dòng nhạc rẻ tiền. Nhiều năm qua, đây là dòng nhạc gây tranh cãi nhiều nhất, nhưng cũng được lượng công chúng đông đảo. Có người phải thốt lên, nhạc sến chưa bao giờ bùng phát và trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Thế nhưng, nó vẫn âm ỉ tồn tại và phát triển bên cạnh những dòng nhạc khác. Công bằng mà nói thì dòng nhạc Bolero có nhiều ca khúc bài hay, thậm chí có những bài hát vượt thời gian mà từ khi nó ra đời đến nay luôn được công chúng yêu mến, và cũng chẳng ít người đánh giá không công bằng đã phải thay đổi quan điểm bởi thấy rằng những tín đồ của Bolero vẫn tồn tại đông đảo trong đời sống hiện nay. Các nhà chuyên môn cho rằng ở Việt Nam, trong những năm qua đã du nhập khá nhiều dòng nhạc ngoài, nhất là giới trẻ đã du nhập dòng nhạc điện tử. Mặc dù vậy, đây vẫn là dòng nhạc chủ yếu được dùng trong những vũ trường và một phần trong các show âm nhạc. Công chúng chỉ là người trẻ, còn đa phần không mấy mặn mà. Còn Bolero có chỗ đứng trong lòng thì người trẻ, trung niên đến các bậc phụ lão. Thậm chí dòng nhạc này một thời cũng đã tạo nên một thị trường văn hóa phẩm, tức là các đĩa nhạc, đồng thời thu hút nhiều người hâm mộ, thậm chí có cả những fan cuồng. Đơn cử như có người trẻ thích Mạnh Quỳnh, mỗi lần ca sĩ này phát hành đĩa là phải tìm mua cho bằng được. Dù thế nào đi nữa, Bolero vẫn là một món ăn tinh thần trong làng âm nhạc, và thay vì chê bai dòng nhạc này thì các nhạc sĩ nên dồn tâm sức viết ra những ca khúc mang giá trị khác. Dù là nhạc sến thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Thậm chí có nhiều nhạc sĩ cho rằng hiện nay nhạc trẻ quá nhạt nhẽo, thậm chí lố lăng, câu từ lủng củng, phản cảm. Nhiều người thấy chán nản đã tìm đến với Bolero như để hoài niệm, tìm kiếm sự đồng điệu của tâm hồn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm và theo dõi chương trình Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Đừng quên bấm nút đăng ký, ghi danh, subscribe, cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn. Mùa thuế đã đến, mời quý vị hãy đến với Ethax và Insurance Agency, công ty khai thuế và bảo hiểm uy tín. Chúng tôi nhận khai thuế cho cá nhân, thương mại, tổ hợp, công ty và còn giúp cho các dịch vụ, cố vấn tài chính, đảm nhận sổ sách, tổng kết định kỳ, thành lập công ty LLC, Partnership Corporation. Ngoài ra chúng tôi còn đại diện nhiều công ty bảo hiểm để phục vụ quý vị, bảo hiểm, xe cộ, nhà cửa, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại. Ngoài ra còn có chương trình Medicare cho tất cả quý vị trên 65 tuổi và chương trình Obamacare vẫn còn cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2021. Chúng tôi có bán bảo hiểm nhân thọ ngắn hạn hay dài hạn, tham khảo và định giá miễn phí. Văn phòng mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ hai tới thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối và thứ bảy, chủ nhật từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Văn phòng Ethax và Insurance Agency tọa lạc tại 2055 North Dobson Road, phòng số 3, Chandler, Arizona 85224, cùng khu với Lily Supermarket. Hãy gọi ngay 480-917-7711, 480-917-7711 hoặc khách cho cell phone 602-540-0074, 602-540-0074, email ethax@cop.net. Chúng tôi trân trọng kính chào.